Khôi xin kính chào tất cả các bác đam mê âm thanh vãi trên toàn quốc. Thì vừa xong, các bác đã thưởng thức chất âm của đôi loa KL777D đến từ thương hiệu Kenwork các bác nhé. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Nhật. Thì thương hiệu Kenwork này có thâm niên rất là sâu về sản xuất thiết bị âm thanh, điện tử gia đình và hiện tại đã đổi tên thành JVC Kenwork các bác nhá, và có trụ sở chính tại nước Mỹ. Thì đôi loa Kenwork 777D này thì có một cái cấu hình rất là khủng. Mặc dù vẻ bên ngoài là nhìn rất là hoài cổ và thư sinh, nhưng bên trong thì lại sở hữu một cái body, một cái cấu hình loa rất là khủng và là cơ bắp các bác nhá. Em gọi là từ là cơ bắp để miêu tả cho cái độ khủng của đôi loa này. Thì nhà sản xuất bên Kenwork thì đã có cái tem mác ở sau về cái thông số chi tiết của cái đôi loa Kenwork này. Thì họ có ghi là Lumway 6 speaker system KL777D, thì là 5 đường tiếng, 6 loa các bác nhá. Thì ở phía dưới đây là phần connection, nghĩa là phần kết nối các bác nhá. Thì họ có hướng dẫn ta cách đấu loa cho đúng cực âm dương và cách đấu song song các bác nhá. Thì ở phần dưới tiếp theo đây là một số các chức năng chế độ đánh của đôi loa này. Thì em đang để chế độ loa đánh ở chế độ là low man các bác nhé. Còn kế bên đây thì là phần về cái thông số kỹ thuật các của độ nhạy, rồi thì là công suất, rồi thì là tần số và các kích thước của các loa trong cái đôi Kenwork 777D này. Thì họ ghi là woofer, nghĩa là loa trầm này, là 406mm 16 inch constipe, nghĩa là đôi loa này để loa bát các nhá, dịch tiếng Việt là loa bát, là bát 40, rất là gấu, và có theo cái đơn vị đo inch thì là 16 inch, và constipe nhân 1 nghĩa là hình nón này các bạn. Midrange là loa trung các bạn này, 120mm 5 inch, còn hai midrange là cũng có nhân 1, và một loạt chết, một super chết, 6 loa các bạn. Và công suất là 130W, độ nhạy 98dB, rất là nhạy các bạn nhá. Ta là đánh nhạc vàng rất là hay. Và có giải sóng là từ 22Hz đến 22.000Hz. Và trở kháng là 8 ohm các bạn nhá. Thì đấy là một số thông số cơ bản của nhà sản xuất. Thì như các bác đã nhìn ở màn hình các bác đây, thì cái đôi loa này bên em về tình trạng rất là mới. Hàng này là hàng trưng bày siêu thị bác nhá. Nhìn rất là mới, rất là đẹp, được làm bằng gỗ sồi rất là chắc chắn. Và ở phía trước, thì là một cái tấm ê căng. Ê căng nhìn rất là lạ, nhìn rất là cổ kính, có hình chữ Y kéo dài, và ở trong là một lớp màng ê căng bằng vải lụa các bác nhá. Vải lụa kim tuyến rất là đẹp, rất tinh xảo. Và đây là cái logo Kenwork, được dập chữ Kenwork, có biểu tượng hình chiếc lá, nhìn rất là đẹp và sang. Thì cái đôi loa này có một cái ưu điểm rất hay các bác nhá. Cái đôi loa này các bác làm mà mua về mà trưng bày thì em đảm bảo là đến khách đến chơi nhà là khen phải đẹp. Chưa cần biết giá cả là bao nhiêu thì chắc chắn là nghĩ đôi loa sẽ đắt tiền các bạn. Nhìn rất là đẹp, rất là ưu điểm. Nhưng bên trong này nội thất là rất là hầm hố các bạn nhé. Khi tháo ra và chiều ngắm rất là hầm hố. Nhìn con bát 40 nhìn rất là hầm hố, nhìn rất là khủng. Và con siêu chét có quả họng rất là lớn, tạo tiếng chét thanh thoát, mềm mại. Bát thì trầm và ấm, lời thì ngọt ngào, lịnh tài, rất là đẹp. Đôi loa này thì có một cái tông màu rất là hay, đó là màu nâu, nâu cà phê các bác nhé. Nhìn rất là sang. Các bác nhìn nguyên những đường vân gỗ nhìn rất là đẹp, rất là sang. Thì về cái độ sang, xịn, đẹp mà lại hay như vậy, thì mức giá đôi loa này nó còn là hay hơn nữa các bạn. Thì hiện tại em Khôi đang để các bác đôi loa này có mức giá rất là êm và dịu, là 13.500.000 đồng
phở đi ship toàn quốc các bác nhá. Rất là đẹp các bạn. Đưa ra này thì nó cao khoảng tầm độ 60 các bác nhá. Rộng chắc phải gần 50 và sâu tầm độ 30 các bác nhá. Trưng bày rất là đẹp. Bên ngoài nhìn rất là thư sinh tao nhã. Nhưng bên trong thì là sở hữu một cái body rất là khủng. Chất âm thì cũng tuyệt vời. Trong tầm giá các bác nhá. Đồ này mà trưng bày chơi Tết rất là đẹp. Khách đến nhà 10 ông thì 9 ông khen các bạn. Thì video clip thì em xin kết thúc ở đây. Các bác thấy hay thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh ở cái dòng chữ đỏ và chữ đăng ký ở góc bên phải màn hình. Và các bác yêu quý hơn nữa thì cho em Khôi xin nút chia sẻ và nút like. Thì các bác nào mà quan tâm đến đôi loa Kenwood 777D và các sản phẩm và các sản phẩm khác bên em thì các bác liên hệ theo hotline bên em là 0862 666 833 và 0969 845 190. Bên em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác yên tâm đến với em Khôi thì sản phẩm luôn là chất lượng hàng đầu và đẹp và hay các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video clip sau.